Một cái câu nói mà mình nghĩ là nó rất là quan trọng đối với anh em TD luôn, đó là tham và thâm là thâm ha. Nếu mỗi lần mình tham mình hãy nhớ câu này ha, với một câu nói nữa là cần cù bù thông minh ha. Thì mỗi lần mà chúng ta ví dụ như R của chúng ta là ví dụ như chúng ta có vốn 1.000 đô đi, một R của mình là 2% là 20 đô, nhưng mà mình lại tham lên là tới 30 đô, thì lúc đó mới nhớ nhớ lại cái câu này cho mình ha, là tham thì thâm. Ủa tại sao tham lại thâm? Tham phải no chứ đúng không? Vậy thì mình phải giải thích, thì giải thích cho vui thôi nha. Bây giờ giống như bây giờ nói đơn giản, tham thì thâm thì ai cũng biết rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ ai đây nói theo cái chiều hướng khác nè. Bây giờ một người tham ăn, ăn nhiều thứ vào trong người, vậy thì người đó có phì không, có mập ra không, có phì độc ra không? Người mập đâu khỏe đâu anh chị em, ăn vừa đủ thì người mới khỏe, bác sĩ cũng dặn vậy mà, chứ đâu phải là ăn nhiều là khỏe đâu đúng không? Cho nên là ăn nhiều quá nó xì mụn rồi ra, rồi nó xì gì, nó xì thâm rồi ra chứ gì nữa, nó xì độc ra nó thâm chứ gì nữa, đó là thực tế luôn á đúng không? Hoặc là một người tham công việc quá, không chịu ngủ đúng giờ, khuya cũng cay luôn, đó cũng là tham. Bị thâm mắt không? Bị đúng không? Đúng không? Thực tế luôn, bị thâm mắt. Vậy thì tham thì thâm, đâu phải là cứ tham ăn, tham tiền là tham, tham làm cũng là tham nha. Làm tham là tốt, nhưng mà tham cũng phải có giờ có giấc, phải có tiết độ, phải cho cơ thể của mình nó nghỉ. Tại vì cái cơ thể của mình nó có giới hạn anh chị em ạ. Giống như nâng tạ vậy đó, nó chỉ nâng được cái mức 10 kg thôi, và nâng 20 cái chẳng hạn đi tập tạ, mà anh chị em quất cho 50 kg, mà cái sức của anh chị em chỉ có 10 kg, mà quất 50 kg, mà quất 50 cái thì thôi rồi má ơi, một thời gian thôi là cái tay của anh chị em á, một là chắc là nó liệt luôn, hai là nói chung là từ tập thể dục á, mà thành là tập hành xác luôn ha, là lúc đó đi bệnh viện không kịp. Chứ không phải là cứ tập nặng lên là tốt đâu, mình cứ tập đúng cái trọng lượng của cái cơ thể mình thôi. Ai mà đi tập gym á là tập đúng cái trọng lượng, cái sức của cơ thể mình thôi. Mỗi người nó có một thể trạng khác nhau. Nhấp cà phê cái đó, mỗi người có một thể trạng khác nhau, mà đi đi so đo với cái người mà cao to hơn mình làm cái gì, không có cần nhất thiết. Quan trọng là sức khỏe của ai nó dẻo dai hơn thôi, anh chị em hiểu không? Giống như anh chị em hít đất á, mà hít được nhiều cái là sức khỏe của anh chị em dẻo dai. Tại vì cái đó, cái sức của anh chị em nó sẽ tương tương đương với cái trọng lượng cơ thể của anh chị em. Nếu mà cái sức của anh chị em mà nó yếu hơn cái trọng lượng cơ thể của anh chị em thì anh chị em chưa cân đối đâu. Anh chị em đang ở cái mức là ví dụ như anh chị em bình thường hít đất được 50 cái đi, nhưng mà bây giờ hít còn 30 cái à, mà hít lâu luôn rồi, hít quen luôn rồi mà vẫn 30 cái, thì coi lại cơ thể của mình nó mập quá rồi đó, thì cân đối nó lại ha, để cho mình không có yếu đi. Đó là tham là thâm. Cho nên cái từ tham này, từ tham là thâm này nó rất là nhiều, cho nên là mỗi khi anh chị em vào lệnh mà muốn lời to hãy nhớ cái câu này ha. Hoặc là tới điểm đó chốt lời mà mình rút ngắn xuống một tí, thay vì chốt thấp một tí nhưng mà không chịu đòi cao hơn, thì nó rút râu lại, nó hết lời luôn, hoặc là nó lời ít hơn, đó cũng là tham ha. Rồi cái câu cần cù bù thông minh đó, cần cù bù thông minh. Thôi bây giờ như thế này đi, mình vào mình phân tích vàng đúng không, rồi GU rồi AU rồi đô la Mỹ cái đã, rồi mình mới nói cái này tiếp ha. Ok. Rồi tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe, bình an và lúc nào cũng thật là vui vẻ này.
rồi tiền bạc đầy túi, đúng không? Rồi thì ai mà chưa like cũng như cứ bình luận cái gì bên dưới thì hãy làm ngay nha. Làm ngay đó là cái động lực để AD làm cái video tiếp theo đó. Rồi thì bây giờ AD sẽ đi vào, ai mà chưa vào nhóm hoặc đăng ký kênh thì đăng ký đi nha. Bật cái chuông lên vào phân tích cái vàng, con vàng trước. Rồi con vàng thì hiện tại thì hôm nay thì sao? 1 giờ thì nó phá cái hộp trước đó rồi đúng không? Nó phá cái hộp này rồi nè, thấy chưa? Nó phá nó đi lên rồi và hướng nó đi lên rất là mạnh, đúng không nào? Và ở đây nó phải lên tới gần hai, nó lên cao đấy. Để đề nghị nó phải lên tới cái đỉnh này. Tại vì á, nhìn cái chặt ngày á, ha. Nhìn cái chặt ngày thì anh chị em thấy cái gì? Nhìn cái chặt ngày này thì nó đang leo về, nó leo về cái đỉnh cũ, nó qua cái vùng Fibonacci, qua chưa? Nó qua luôn cái vùng Fibonacci rồi. Có thể tới cái vùng này nó phản ứng một tí rồi nó lại đi lên tiếp. Ít nhất nó phải về cái đỉnh này. Thì nó khoảng 1990. AD dự đoán thôi nha. Có thể là nó đi xuống, nó ngược lại với cái suy đoán của AD đấy. Anh chị em đừng có theo, đúng không? Nó về với ít nhất. Thì mình phân tích như bình thường lại đi. Thì mình xem này, hôm qua cái tin này, hai cây nến này bỏ đi ha. Mình chỉ quan tâm những cái cây nến. Bây giờ mình xác định này, cái key level của 1 giờ nó nằm ở đâu, đúng không? Cái key level 1 giờ á, anh chị em nhìn á thì anh chị em tưởng nó nằm ở đây không? Nhưng mà thật sự cái con sóng là nó nằm ở đây nè. Anh chị em mới nè, để chỉ cho. Có phải là giá lên tới đây đúng không? Đúng không? Xong nó xuống tới đây, không lên lại. Mình phải tính là cái đỉnh sâu á, nè cái đỉnh này đúng không? Cái đỉnh sâu nó phải cao hơn cái đỉnh trước ha. Cái chỗ này cao hơn, đúng không? Nhưng mà anh chị em biết sao không? Cái đỉnh này nó cũng cao hơn cái đỉnh cũ nè. Nếu mà đường giá nó đi về cũng đúng, đường giá nó đi về không có sai. Nè đường giá nó đi như thế này nè. Anh chị em có con mắt tổng quan cứ nhìn cái, cứ quy luật thôi. Đỉnh sâu cao hơn đỉnh trước, đáy sâu cao hơn đáy trước. Chỗ đây nó bằng nhau thấy không? Cho nên là hai cái này thì mình vẽ màu cũng được. Mình vẽ như vậy cho nó gọn. Mình vẽ như vậy cho nó gọn nè. Mình dễ nhìn hơn, mình đơn giản bớt đi. Đúng không? Đây mới đúng nè. Đó, nó như vậy nè. Thì key level của 1 giờ nó nằm ở đây. Mình phải xác định cái key level của nó đã ha. OB thì không có cái nào, 1 giờ không có cái nào rồi. Đúng chưa nào? Và 15 phút mình sẽ xác định. 15 phút lại khác nha. 1 giờ nè, bỏ đi ha cho nó dễ nhìn. Rồi 15 phút nè. 15 phút thì key level nó nằm đâu? Mình vẽ ra tiếp nè. Phải đây không? Mình cứ đỉnh sau cao hơn đỉnh trước là được, đúng chưa? Này chỗ này nó nhiễu quá đúng không? Thì đây đúng rồi. Cái key level của 15 phút nó nằm ở đây đúng không? Đây này, nằm vùng này, chỉnh chuẩn xác luôn, không sai được đâu. Ok. Key level 15 phút đúng không? Ok. Anh chị em làm á, anh chị em đừng có mong muốn là mình phải làm được liền. Từ từ là mình sẽ làm được thôi, cần cù thông minh mà. Ở đây không có những người nào thông minh nó chưa chắc họ giỏi đâu anh chị em nha. Những người nào mà làm mà ham học hỏi, từ từ giỏi những người đó mới hay. Còn những người thông minh sẵn rồi chắc gì. Những người thông minh sẵn thường thường ở đây thấy họ tự cao, bởi vậy nhiều đa số nha, họ tự cao quá rồi họ không chịu học hỏi ai hết, rồi cuối cùng là họ nghèo nhất chứ không sao. Nghèo nhất thôi. Thì gặp rất nhiều người họ rất thông minh, nhưng mà cuối cùng ra thì sao? Trong cái thời trẻ thì chơi cũng đẹp quá rồi, chơi nát quá rồi, có những cái gọi là hay, thì cuối cùng là ăn chơi nó lôi kéo, rồi cuối cùng là cuộc đời sa đọa luôn. Họ cũng là thông minh cho nên thông minh phải đúng lúc, thông minh trong công việc chứ đừng có thông minh trong ăn chơi. Ăn chơi anh chị em ai mà không làm được? Thanh niên đi chơi, đi ăn, đi nhậu, hút thuốc này kia thì ai mà làm không được,
Nhưng mà thanh niên mà lo làm lo ăn á, lo cho gia đình, nếu mà lo cho gia đình ok rồi á, nếu mà được nữa thì lo cho mọi người xung quanh, lo được cho xã hội thì người đó mới là ngon ha. Cuộc đời có bao nhiêu đâu, đúng không nào? Chứ hơi đâu mà cái chuyện mà đi chơi thì ai mà làm không được, cái chuyện không đi chơi mà làm những việc đúng nó mới khó, anh chị em phải nhớ vậy. Có thể ở đây nói sai nha. Đó. Nói chung là rồi thì đây ghi vào 15 phút, rồi mình sẽ qua 5 phút cho nó rõ rõ hơn, tại vì con sóng là nó đi nó hơi gì, mình chỉ quan tâm khúc này cho đây, đừng quan tâm khúc trước nữa, nó rất là rắc rối ha. Rồi thì giá nó đang xuống tăng rất là mạnh, đúng không nào? Đang đi theo con đường này nè. Đó, mình cứ canh đỉnh sau cao đỉnh trước là mình vẽ thôi. Thì giá nó đang đi như thế này. Thì bây giờ thì cái đỉnh này nó cao hơn rồi, đúng không? Đây nè, nó nằm vậy nè. Tại vì cái đỉnh này nó thấp hơn cho nên ai không vẽ nha. Vẽ ra rồi nó lộn xì ngầu hết. Thì cái key lever của thằng 5 phút nó nằm ở đây. Keyword của nó nằm đây nè. Đó, bài hôm nay cũng như là để ôn dạy cho anh chị em cái cách vẽ luôn ha. Này, keyword 5 phút này. Wow. Rồi thì khi nào á giá mà nó phá cái đỉnh này thì có nghĩa là bây giờ anh chị em cứ bài thôi, khi nào nó phá cấu trúc thì anh chị em sale. Đúng không? Chứ nó chưa phá cấu trúc thì không có sale được nha. Thì khi nào mà giá mà nó phá qua đây nè, khi nào mà giá nó phá qua cái key reverse 5 phút này á, thì khả năng nó về cái vùng vùng Fibonacci, trong cái vùng Fibonacci đó, khả năng nó về cái vùng này, vùng Fibonacci anh chị em cứ đo nè, đúng không? Nó nằm ở đây nè, hoặc là nó về luôn cái vùng cây 15 phút rồi nó bật lên đó. Còn nếu mà nó phá luôn cái cây 15 phút á thì nó lại xuống cái cây 1 giờ, hoặc là nó xuống cái vùng Fibo thôi đó, hoặc là xuống cái vùng OB đâu đó, thì anh chị em cứ tìm cái vùng OB ha. Đó thì vùng Fibo nó nằm ngay đây luôn, đúng không? Còn nếu mà nó cứ cứ đà sóng tăng lên nè thì anh chị em cứ chia vốn, đừng sợ gì hết nè. Ở đây nói nè, sợ là không có lệnh đâu, cứ đúng xu hướng thôi, mình tìm cái đỉnh gần nhất. Nhưng hôm nay cái đỉnh này nó chưa chạm, đúng không? Bây giờ giá nó về khay rồi nè, nó gần về khay rồi thì mình canh có tín hiệu nến mạnh lên mình bay lên tiếp, không sao hết đó, lỗ thì thôi, mình cứ đúng xu hướng mình làm cho đây, cứ quản lý cái có nghĩa là anh chị em nên nhớ khi vào lệnh á, cái số tiền mình bị cắt lỗ á, anh chị em phải thoải mái. Giống như anh chị em mà 1.000, anh chị em mất 1.000 đồng á, bây giờ anh chị em có 100 triệu thì mất 1.000 đồng đâu có lãi gì, anh chị em không quan tâm luôn á, được 2.000 anh chị em cũng quan tâm, đúng không? Cho nên anh chị em đánh cái số nào mà nó phải được cái cảm giác ít ít thì cũng phải được một nửa như vậy á. Có nghĩa là anh chị em có 10 triệu anh chị em mất 100 ngàn không là cái gì đó, thì anh chị em phải làm được điều đó. Thì khi mà vào lệnh như vậy cái số tiền nó nhỏ quá, anh chị em mới thoải mái tâm lý được ha. Cho nên là cái người vốn nhỏ cũng thua thiệt cái người vốn lớn lắm, tại vì cái người vốn lớn á, thực sự cái tiền số tiền người ta cắt lỗ nó nhỏ quá cho nên tâm lý người ta thoải mái lắm đó. Cho nên là cái người vốn nhỏ cũng bị thua thiệt, ví dụ 100 đô thì lỗ mà 5 đô 10 đô là lớn lắm rồi, đúng không nào? Cho nên là cái người vốn nhỏ cũng thua thiệt, thì cũng thôi ráng đi, thì ráng thua thiệt đi rồi tích tiểu thành đại ha, từ từ rồi vốn mình lớn rồi mình cái số nó không là cái gì của mình hết ha. Rồi thì cứ canh bay lên thôi, còn đi khi nào phá thì canh sell xuống ha, sell xuống giống nãy ở đây nói á, vàng bây giờ đang lên rất là mạnh ha. Rồi bây giờ mình qua GU nè. GU thì ở đây giải sẵn rồi cho nó tiết kiệm thời gian chứ. GU thì nhìn tổng quan cái bức tranh rộng lớn á thì nó đang là xu hướng giảm và nó đang về cái vùng Fibonacci và nó nhóm lên một tí vùng 0.618 này thôi. Có thể là nó sẽ lên đây nó giảm hoặc là nó lên tiếp tới cái đỉnh này luôn ha, tới cái đỉnh vùng đỉnh này rồi nó mới giảm, hoặc là tới đó quan sát nha, chứ không phải nó AD nó giảm là giảm đâu, cứ tới đây mình đón giảm nhưng mình phải quan sát nó phá cấu trúc hoặc là nó có tín hiệu đảo chiều thì mình mới vào lệnh ha. Thì bây giờ nó đang là đà tăng đó, rồi khi nào ở đây nè
rồi AD vẽ sẵn rồi thì anh chị em cứ coi thôi. Khi nào ở đây á nha, nó phá được cái key level này thì mình mới tính tới chuyện sale, hoặc là bây giờ nó đang là cấu trúc giảm, đúng không? Nhưng mà ở đây nó chưa có cái key level nào hết á, không? Nếu mà nó có phá cái key level ở đây thì nó có về đây là về đây thôi. Khi nào nó phá qua được đây mình mới tính tới đường sale xuống đây ha, đó là GU. Đó là GU ha. Rồi tới AU nè. Mạng bị gì ta? Rồi nhìn bức tranh tổng quan của AU đi thì nó là đang là một con sóng tăng ha, sóng lớn là cũng là sóng tăng, không có hồi hiết gì đây hết đó. Đúng không? Rồi bây giờ nè, cái cây 1 giờ nằm đây lận. Cây 15 phút nằm đây, cây 5 phút nằm đây. Đúng chưa? Vậy thì khi nào giá nó phá qua đây thì nó có thể nó về cái vùng đỉnh hoặc là đáy cây 5 phút. Đúng chưa? Còn nếu mà nó phá luôn được qua vùng cây level 15 phút thì nó về cái vùng này ha. Về cái vùng cây 1 giờ hoặc là về cái vùng chỗ này nè. Đó, hoặc là nó về cái vùng Fibonacci, anh chị em cứ từ từ thôi. Cứ nhớ nó phá cây thì nó phải đi xuống kế tiếp thôi. Nhìn nó đơn giản, nghe đơn giản đúng không? Luyện từ từ mình mới rành được đúng không? Nó về có thể anh chị em áp dụng thêm Fibonacci nha. À, đó. Ok, anh chị em cứ chốt lời hay cắt lỗ bằng Fibonacci nó cũng rất hiệu quả luôn á. Nhưng Fibonacci nó đúng lắm. Nhưng mà cũng đừng có dùng nó nhiều quá nha, loạn á. Mình không dám vào lệnh luôn á. Tại vì mình cứ cái khúc giá nó ngay Fibonacci cái mình nhát vào, ngay khúc giá nó Fibonacci nó cứ nhát vào. Anh chị em cứ bu theo hướng mà đánh ra đi, đừng có sợ. Nó đảo chiều thì mình đánh ngược lại ha, không sao hết. Rồi tiếp tục mình qua cái đồng đô la nè. Cái đồng đô la thì xu hướng hiện tại, xu hướng lớn nó đã vậy là chuyển thành xu hướng giảm đó ha. Đó, cho nên là cái cây level giảm của nó là nó nằm ở đây nè. Khi nào nó vượt qua được thì mới tính tới chuyện tăng, còn bây giờ nó đang bị giảm, sụt rồi, sụt giảm mà. Ha, đô la Mỹ trên đô la Úc nè, đô la Canada nè. Ha. Cho nên là nó đang đà tăng thì anh chị em cứ canh thôi. Coi thử nó đang tăng lại khoảng tăng tới đâu, OB này hoặc tới đỉnh này thôi. Ha. Hoặc là nó giảm tiếp tại vì đáy sâu thấp hơn đáy trước rồi. Nó đang giảm ha, cho nên mấy cái đồng kia sẽ tăng mạnh lắm á. Ok. Rồi mình qua phần tin tức ha. Rồi tin tức hôm nay thì 2 giờ chiều nay nè, liên quan tới đồng bảng Anh ha. Đó, GDP tháng trên tháng. Và 10 giờ tối nay nha, một cái tin mạnh của đô la Mỹ ha. Và 2 giờ chiều nay là một cái tin mạnh của bảng Anh và một cái tin hơi mạnh của đô la Mỹ luôn. Thì 2 giờ này anh chị em nên thoát lệnh, không vào lệnh, rồi nói chung là cân đo đong đếm ha. Chứ mấy cái thời gian này á, sàn nó ăn gian lắm. Với lại anh chị em nên thoát ra khỏi thị trường đi, rồi qua dụ như 5-10 phút rồi mình vào lại, không sao hết đó ha. Ok, thì cái lệnh đó mình đang đi như vậy thì cứ để như vậy thôi. Rồi mình thoát ra rồi tí mình vào lại như vậy có sao đâu, đúng không nào? Rồi cảm ơn anh chị em đã coi tới giây phút này ha, và rất là trân quý. Và xin chào, hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Bye bye.